Thì Nguyễn, chào bà con nha. Hôm nay sáng chủ nhật thì Nguyễn hôm nay xào đồ xào cho nhà ăn cơm bà con. Ít thịt dục sén với ớt chuông ba màu, ít củ hành đó. Thì Nguyễn thích xào thịt xào dục sén này cả nhà. Thịt này ở trên lớp sườn non á, nó có lớp mỡ, lớp nạc rồi lớp mỡ. Nó có ít thôi à, đi chợ hỏi người ta thịt dục sén là người ta biết cả nhà, nhưng mà thịt heo nó không có nhiều đâu. Chỉ sớm mới còn, trễ thì không có còn. Hôm nay xào về cho ở nhà ăn dễ ăn cơm cả nhà. Nó thịt nó mềm lắm. Rồi nấu thêm ít canh khoai mỡ, rồi có khô đồ đù nữa cả nhà. Nó chiên là xong. Lúc trước thì Nguyễn không có biết ăn ớt chuông, nhưng mà bây giờ biết ăn cả nhà, thích ăn thấy ngon lắm. Nhưng mà thì Nguyễn thì thích xào giòn giòn, nhưng mà ở nhà có bà chị thích ăn mềm cả nhà. Nên là thì Nguyễn sẽ xào hơi mềm tí á. Xào này có ít củ hành vô nó thơm. Thì Nguyễn lúc nào xào cũng bỏ ít bột năng á, bột năng dầu hào, tí tí nước tương vô cả nhà. Xào xong nó sánh lại á. Ăn ăn quen cái kiểu người Hoa cả nhà, thích xào vậy. Rồi cái miếng thịt của mình nó sẽ mềm. Có bỏ xíu bột năng vô là miếng thịt mình nó kẹo kẹo lại, nó mềm, nó ngon hơn là không có bột năng. Ớt chuông này dạo này cũng rẻ cả nhà, mua 3 trái như có 15 ngàn cả nhà. Mua sáng sớm thì Nguyễn đi chợ, bạn hàng nó bán thì nó bán rẻ hơn những người ngồi trên sạp bán cả nhà. Đủ màu sắc luôn, nhìn cho nó đẹp. Thì Nguyễn thích ăn này ăn sống nha, ớt này ăn sống cũng ngon lắm, để tủ lạnh 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 đó cả nhà. Xong lấy ăn nó giòn nó ngọt ngon lắm. Rồi cơm canh đã xong rồi cả nhà ơi. Thì Nguyễn mời bà con cùng ăn cơm gia đình thì Nguyễn nha. Cảm ơn bà con đã xem hết video của thì Nguyễn. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con.